Dạ thầy cho con hỏi, con bán đất cho người ta chuyện dài lắm ạ. Con không phải giàu mà có bán đất bán đi bán lại đâu ạ. Đáng lý con lời 70 triệu nhưng họ mới gửi con 10 triệu đã xong gốc, còn 60 triệu họ nói khi nào có tiền sẽ trả. Họ là công ty bất động sản lớn nhưng mấy tháng rồi không trả. Tiền này đối với con cũng lớn vì con không làm, vì con làm công ăn lương. Vậy giờ con quá nghiệp con vậy, thỉnh thoảng nhắn nói họ trả, không nên sân hận hay sao à? À, đầu tiên luật sư chia sẻ cái trường hợp của quý vị. Cái người tu, cái người có tu, cư sĩ thì nó có một cái khó, đó là cái gì? Đó là nhiều khi thì mình hiền quá cho nên là mình cũng thiệt thòi. Ví dụ như là ông cấp cô độc, ông đã từng trải qua một cái giai đoạn ông bị phá sản. Cái lý do phá sản là một phần thì tài sản ông thì nước nó cuốn trôi, nhưng mà một phần khả năng lớn đó là người ta mượn tiền người ta không trả, kiểu bạn hàng á, bạn hàng rồi họ họ mua rồi họ không trả. Thì ông cấp cô độc ông là thánh mà, ông hiền lắm mà, chính bởi vì ông hiền như vậy thì ông không có đòi, cái kiểu là tự nguyện. Mà chính bởi vì không có đòi, chắc chắc mấy ông bạn hàng cũng kiểu người Việt Nam mà. Không có thì thấy là mình mượn mà tao không đòi thì chừng nào tiền dư cũng không biết làm cái gì thẳng trả, chứ còn bây giờ tiền tiền còn mình để mình ăn chơi thì trả ăn chi. Thì cho nên là nhiều người họ không trả, dẫn đến cái chuyện là ông cấp cô độc á, là ông bị cạn kiệt tài sản. Thì lúc bấy giờ chuyện nó dài nhưng mà nó đưa, tôi chỉ nói cái kết quả thôi ha, là do cái đức của ông cho nên là chư thiên phải giúp. Chư thiên giúp bằng cách là đi tìm lại những cái tài sản ông đã làm, đã bị nước cuốn trôi, đó là đã bị mất đó. Rồi tìm những cái tài sản mà vô chủ để mà cấp cho ông, rồi đã vậy là còn đi đòi nợ giùm nữa. Cho nên là khi mà mình tu ngon lành đó, là có người họ đòi nợ giùm, còn mình tu mà nó hơi kém thì không có ai đòi nợ giùm, thì khi đó là mình kẹt. Thành ra là cái lời khuyên của sư, khi mà ai đó thiếu nợ sư á, ha, thì sư suy nghĩ như vậy nè, quý vị thấy hợp thì làm theo. Cái này sư nói thẳng là đây là cái ý kiến cá nhân của sư. Nếu như đây là cái nghiệp quá khứ của mình, tức là do quá khứ thì mình cũng chậm trễ mình trả nợ người ta đó. Cho nên nó dẫn tới cái kiếp này thì mình cái gì mình cũng bị trễ nải. Thì nếu như đó là cái nghiệp cũ thì thôi, thì nó cũng không có oan, không hề oan. Mình sẵn sàng mình trả nợ thôi. Còn nếu như đây là do cái kiếp này họ nợ mình, thì mình cứ tin tưởng vào nhân quả, là bởi vì trước sau gì họ cũng phải trả. Cái người nợ mình thì trước sau họ cũng phải trả, nhân quả nó là như vậy, dòng luân hồi nó phải như vậy. Cho nên thì mình không việc gì mình phải lo. Còn quý vị có đòi được hay không thì sư xin miễn bình luận ở đây ha. Và chúc quý vị tu hành cho ngon lành. Bởi vì khi mình tu hành ngon lành á, cái đức của mình á, thì biết đâu mình sẽ được như ông cấp cô độc, là chư thiên họ cũng sẽ giúp, rồi cái phước mình nó cũng sẽ trổ, rồi mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.